À, về hội nghị của chúng tôi tổ chức tại Việt Nam uh, hội nghị học uh, bào thai Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội đây là một hội nghị chuyên sâu một góc rất sâu trong lĩnh vực sản phụ khoa và để cho hội nghị tổ chức có chất lượng thì uh, chúng tôi rất trọng thị việc uh, mời các chuyên gia hàng đầu thế giới sau những bài thuyết trình về lý thuyết thì sẽ có những phần thực hành Bệnh viện trung sản Hà Nội đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các hội nghị khoa học như thế này và đặc biệt trong lĩnh vực eo bò thai thì chúng tôi cũng đã có tới 4 khóa đào tạo quốc tế với các chuyên gia hàng đầu thế giới để đào tạo cho toàn thể các quý đồng nghiệp ở trên cả nước. Lần này thì chúng tôi đã chuẩn bị khá chú đáo từ công tác học cần hội trường nơi đón tiếp và à, chúng tôi à, đã chuẩn bị cả những tài liệu cũng như những người bệnh hết sức là những tính bệnh rất điển hình cơ bản để phục vụ cho hội nghị lần này.